Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Chính phủ và Người dân của Pháp luật Plus.vn. Ngay sau đây mời quý vị sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý có trong bản tin tuần này. Gỡ bỏ biển cảnh báo tốc độ dưới 40 km/h. 95% các khu dân cư sẽ được phủ sóng 3G, 4G với giá cước hợp lý. Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, những biển báo giao thông bất hợp lý chắc chắn không còn là điều xa lạ trên các tuyến đường. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ tiếp tục rà soát và tháo gỡ những biển báo giao thông bất hợp lý. Theo quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải, việc lắp đặt biển hạn chế tốc độ được thực hiện khi tuyến đường có tầm nhìn bị che khuất. Song hiện nay, việc lắp đặt các biển hạn chế tốc độ lại chẳng theo một quy tắc nào. Biển báo không hợp lý tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông khi xe đang chạy ở tốc độ cao lại phải đột ngột giảm tốc độ theo đúng yêu cầu. Tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra giao thông vận tải giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 diễn ra trong tuần qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng một lần nữa yêu cầu Tổng cục Đường bộ phải tiếp tục rà soát và tháo bỏ tất cả các biển báo bất hợp lý, tìm các phương pháp hợp lý nhất, tất cả vì sự an toàn giao thông của mọi người dân. Quý vị thân mến, một nội dung tại chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua đó thì 95% các khu chung cư sẽ được phủ sóng 3G, 4G với giá cước hợp lý. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, ít nhất 40% số hộ gia đình hoặc thuê bao cá nhân trên toàn quốc được tiếp cận và sử dụng dịch vụ băng rộng cố định, đảm bảo tối thiểu 95% các khu vực dân cư được phủ sóng 3G, 4G với tốc độ trung bình đường xuống lớn hơn 4 MB/s tại thành thị và 2 MB/s tại nông thôn. Nội dung của chương trình nêu rõ, nhà nước kiểm soát giá cước dịch vụ truy nhập băng rộng trên cơ sở cạnh tranh, theo cơ chế thị trường phù hợp với điều kiện đại đa số của người dùng, đẩy mạnh sản xuất, lắp ráp thiết bị đầu cuối băng rộng nhằm giảm giá thành cho người dân. Đồng thời, mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường viễn thông đều được tạo điều kiện thuận lợi, công bằng, các thủ tục trong cấp phép viễn thông sẽ được cắt giảm để khuyến khích cho các doanh nghiệp đầu tư. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 1 vừa qua, một vụ sập mỏ đá đã xảy ra tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa làm 8 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Ngay sau đó, thì Thủ tướng Chính phủ đã có công điện tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân và gửi lời hỏi thăm chia buồn sâu sắc nhất tới các thân nhân của các gia đình có người bị nạn. Ngày 22 tháng 1 vừa qua, đã xảy ra một vụ sập mỏ đá tại khu vực xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, làm 8 người chết và một số người khác bị thương. Ngay sau vụ việc xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các thân nhân của gia đình có người bị nạn, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo các công tác tìm kiếm cứu nạn, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm người còn đang bị vùi lấp, tổ chức thăm hỏi, động viên cấp cứu những người bị thương, hỗ trợ tổ chức an táng chú đáo với những người bị thiệt mạng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh điều tra, xác định rõ nguyên nhân sự cố sập mỏ đá, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các bộ quốc phòng, xây dựng, lao động thương binh và xã hội, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả công tác khắc phục hậu quả tai nạn theo đúng quy định. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần vừa qua. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược hội nhập quốc tế của ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu chung phát huy tối đa nguồn lực và điều kiện thuận lợi của hội nhập quốc tế góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam bền vững, hiệu quả, hiện đại. Xây dựng chính sách tổ chức thực thi chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với các chuẩn mực, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chiến lược phấn đấu đến năm 2020 có 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 50% tham gia bảo hiểm xã hội và trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân, xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án truyền thông đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và dạy nghề. Các nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo như chương trình, phương pháp dạy và học, hình thức phương pháp tuyển sinh, thi kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Phân luồng và định hướng giáo dục nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông. Công tác quản lý trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Đổi mới chương trình và giáo trình.
nghiên cứu và ứng dụng khoa học, xã hội hóa giáo dục đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và hoạt động giáo dục đào tạo và dạy nghề. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đã yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra kiểm soát thị trường nội địa, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết, kiên quyết chống việc bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chính phủ và Người dân của pháp luật plus.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.